được một trận cầu đỉnh cao. Grealish vẫn đang bước vào những thời điểm vô cùng quan trọng. Và dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Thắng thì Xuân Nam đang chơi tốt. Xin lỗi, huấn luyện viên Đức Thắng. Nguy hiểm! Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số rất nhanh. Và đây là niềm vui của huấn luyện viên Đức Thắng trên khán đài A của sân đội Quy Nhơn. Vừa nhắc đến Xuân Nam thì Xuân Nam ghi bàn. Một cầu thủ có khả năng chơi đầu rất tốt. Và mùa giải năm nay, dù Xuân Nam được đặt ở vị trí tiền vệ bên trái, nhưng đến thời điểm hiện tại thì Xuân Nam cũng đã có được 5 bàn thắng cho Top Lane Bình Định. Mùa giải năm ngoái thì Xuân Nam chỉ có được 2 lần ra sân trong màu áo Top Lane Bình Định và thời gian thi đấu vẹn vẹn chỉ là 151 phút. Nhưng mùa giải này anh đã ra sân 13 lần trong đội hình chính thức và 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Thời gian thi đấu của Xuân Nam là 1050 phút và đây là một cú đánh đầu ngược rất kỹ thuật. Ngày hôm qua, Hải Huy đã có một tình huống đánh đầu ngược vô cùng đẹp mắt để mang lại chiến thắng cho câu lạc bộ Hải Phòng trong cuộc đón tiếp Nam Định tại sân Thiên Trường. Và ngày hôm nay, Xuân Nam tiếp tục thực hiện một tình huống đánh đầu ngược khác rất kỹ thuật. Trần Đình Tiến, cú đá thẳng. Nếu như không phải là Đặng Văn Lâm trong khung thành, đó sẽ là một cơ hội thực sự của Sông Lam Nghệ An. Chúng ta hãy xem lại cú đá theo kiểu knackball của Đình Tiến. Vẫn là Trần Đình Tiến. Vẫn là một cú đá knackball, nhưng lần này thì bóng đã đi cao hơn khung thành của Đặng Văn Lâm. Trần Đình Tiến là tác giả của một trong những siêu phẩm của V-League mùa này, một cú đá cũng ở khoảng cách gần 30m trong cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Nam Định trên sân Thiên Trường. Phạm Xuân Mạnh, đường chuyền hay, pha xử lý rất mềm của Phạm Văn Đức. Dứt điểm, không phải, đó là một đường chuyền ngang. Osedi, cú đá rất căng nhưng lại đi trúng cột dọc. Rất tiếc cho Sông Lam Nghệ An trong tình huống tấn công vừa rồi. Một pha bóng mà hàng tấn công của Sông Lam Nghệ An đã khiến cho các cầu thủ Top Lane định mất phương hướng. Những pha chuyển hướng, những pha đan lát của Xuân Mạnh, của Phạm Văn Đức, của Trần Đình Tiến đã khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà thực sự là mất phương hướng. Và người đã tung ra tình huống dứt điểm cuối cùng là Oseni, một cú đá căng như búa bổ nhưng rất tiếc bóng lại đi vào điểm đối của xà ngang và cột dọc. Oseni đã có được 6 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này. Dứt điểm không vào. Không hiểu vì sao mà Trần Đình Hoàng không thể ghi bàn trong pha bóng vừa rồi. Đặng Văn Lâm xuất thần thì là một điều mà chúng ta có thể hiểu được. Nhưng ở một pha bóng mà Trần Đình Hoàng có quá nhiều những sự lựa chọn, khống chế bước một hoàn hảo. Một sự lựa chọn đó là một cú đá mu lai má về phía góc xa. Cũng là một quyết định không tồi. Nhưng lẽ ra thì Trần Đình Hoàng hoa. Này Phạm Văn Đức. Phần nào đó là vai trò của Quế Ngọc Hải nữa. Ola, dứt điểm không vào, bóng chạm mép trên xà ngang khung thành của Top Bình Định. Vẫn là những sức ép, vẫn là những tình huống dứt điểm chất lượng của cầu thủ Sông Lam Nghệ An, họ chỉ thiếu đi một chút may mắn thôi. Hàng phòng ngự của Top Bình Định thực sự là đang bối rối, họ đã chơi không tốt trong những phút vừa qua. Trước đó là nỗ lực cứu bóng của Ola. Tình huống không chơi bóng và ý đồ dứt điểm về phía góc xa của Trần Đình Tiến. Trần Đình Tiến cũng rất đẹp. Tình huống tranh chấp có lỗi của Thẻ Ba Sang và tình huống này hoàn toàn có thể rút ra thẻ vàng. Và đó sẽ là thẻ vàng thứ hai. Không
không hiểu Thái Ba Sang nghĩ gì trong tình huống này. Đã phải nhận một thẻ vàng trước đó nhưng vẫn có những tình huống vào bóng thiếu thận trọng. Phút thứ 42 và Sông Lam Nghệ An gặp khó. Tình huống vào bóng ác ý của Thái Bá Sang và xứng đáng phải nhận thẻ. Dứt điểm nguy hiểm. Bóng đã rung lưới nhưng lại ở bên phía ngoài. Một pha dứt điểm của Ravanson khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Xoay sở rất nhanh và ngay tức xoay người thực hiện cú vuốt bóng bằng chân trái chân không thuận. Bóng đi căng như kẻ chỉ nhưng lại vào phía mép lưới bên phía tay trái khung thành của Văn Tiến. Rafanson rất có thể lại sẽ có một chiếc thẻ đỏ thứ hai dành cho Trần Văn Tiến trong pha bóng này. Phạm lỗi là rõ ràng, điểm phạm lỗi thì ngoài vạch 16m50. Quan trọng bây giờ sẽ là thẻ vàng hay thẻ đỏ mà thôi. Nhiều khả năng sẽ là thẻ vàng, bởi vì đây là pha bóng mà hướng dẫn bóng của Ravanson đang ở hướng ra phía ngoài, cho dù Văn Tiến là chốt chặn cuối cùng bên phía hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Có nhiều lý do để trọng tài Ngô Duy Lâm chỉ rút thẻ vàng trong pha bóng này mà thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Huấn luyện viên Đức Thắng đã mở iPad và xem lại pha bóng vừa rồi trên app On Sport TV. Một thẻ vàng là hợp lý ở thời điểm này, hợp cả về tình và về lý nữa. Henduio đã thẳng về phía cột gần, đã không có cầu thủ nào tiếp bóng thành công. Bóng cũng đã đi chạy khung thành của thủ môn Văn Tiến.